Với sự giúp đỡ sức của vài sĩ quan giao thông, Antrefe Del Rio ở Nam Cobatabo đã giả vờ gặp tai nạn xe máy nằm chết giữa đường để đợi bạn gái tới cầu hôn hôm 30 tháng 9 vừa qua. Trong lúc Del Rio nằm bất động trên mặt đất cạnh chiếc xe của mình, bạn gái của anh là Sheila Parayanon, sau khi được báo tin đã vội nhờ người chở đến hiện trường. Parayanon vừa đi vừa khóc và không dám tin vào mắt mình. Tuy nhiên, trong khi bạn gái đang ở trong trạng thái đau khổ nhất, Del Rio bất ngờ bật dậy, quỳ gối và lấy một chiếc hộp màu có chứa những đính hôn từ trong túi ra. Vì quá vui mừng, Parayanon quay lại ôm chầm người bạn đứng sau lưng khóc lớn trong niềm hạnh phúc. Cho tới khi bạn gái bình tâm lại, Del Rio một lần nữa quỳ xuống cầu hôn Parayanon và nhận được sự đồng ý của bạn gái. Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng tỏ ra không đồng tình với cách cầu hôn của Del Rio sau khi xem đoạn video này. Một người còn bình luận rằng nếu người này ở vị trí của bạn gái kia thì sẽ đá anh ta luôn. Thank you.